Hello, xin chào tất cả anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh gái mạnh châu giang.com. Hôm nay là trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn may một chiếc khẩu trang hai lớp. Khẩu trang hai lớp nhá. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Let's go.
đi ngủ.